sẽ rất là tiện lợi, đẳng cấp sang trọng, người quý tộc đi Mercedes 7 tỷ nhân Duy Nguyễn phải mua cái penthouse ở dưới bồ. Xong rồi cái hỏi anh không mua ở dưới bồ, anh mua ở với em được không? Cái nó cười không nói gì cả. Thôi đi ba, đồng môn sư huynh đệ không à. Tụi bay sale bất động sản như tụi bay sale thằng khác đi, sale tao làm gì trời. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam, Duy Nguyễn THOL BBT Building. Mấy em biết anh đang uống gì không? Nope. Whey protein, Edward. Họ kỳ tập xong á. Mấy nhân viên anh nó pha cho anh một whey protein, nhưng mà nó lấy của thằng Titanium Isolate. Cái anh mới nói tụi nó: ủa anh là giám đốc mà mấy em phải cho anh uống cái loại nào xịn xịn chút xíu chứ sao uống San Isolate. Cái nó ngồi nó khẽ anh mấy em. Nó nói là: ủa vậy San cùi hả anh? San không tốt hả? Không phải là vấn đề San cùi, San không tốt, mà có vấn đề là anh thích uống đồ mắc cơ. Nó tập anh nói vậy đó. Anh nhiều súp lắm, anh thích uống đồ mắc. Nên cái này là Evogan. Rồi nhờ cái cú sai lầm nữa đó mấy em, bây giờ mấy nhân viên nó có nguyên hũ Sam nó uống luôn. Oh, really? Mà cái câu chuyện này không phải là diễn ra một lần, mà nó diễn ra nhiều lần. Nhiều khi anh đang livestream đó, anh kêu nó pha cái này, nó pha lộn cái kia, xong cái anh đâu uống được, anh cho nó. Nên nó thật sự á, đừng có qua mặt tao, tụi bay chơi chiêu chứ gì đúng không? Nó để đó, cuối năm xử một lần mấy em. Thôi giờ quay lại nội dung chính ngày hôm nay. Cuộc đời á, sống trên đời á, thằng khôn nó lừa ngu nha mấy em, nguyên tắc nó là vậy thôi. Yes. Thì anh làm video bất động sản nhiều quá, thì nói chung mình cũng có quen rất nhiều cô gái bán nhà bán đất, kinh doanh bất động sản. Bữa hổm mới gạ anh mua cái shop house. Ủa lộn, mua cái penthouse. Mới gạ mua cái penthouse. Thì bây giờ có thể các bạn ngồi ở đây á, thì các bạn không biết penthouse là con khỉ khô gì cả, đúng không? Nhưng mà anh xin trân trọng giới thiệu penthouse quận 7. Nhà của anh có penthouse. Anh gì cũng có đó mấy em, nó mấy em chơi anh đúng thầy rồi đó. Cái penthouse á là cái tầng cao nhất của một cái tòa nhà đó. Cái tầng đó nó kêu là penthouse. Thì bây giờ điểm qua BBT quận 7, cái tầng cao nhất là gì? Trung tâm event center, hội nghị, họp hành, đúng không? Game show. Nó cái tầng đó phía ngoài kính ở mặt cao nhất, nhìn toàn thành phố, ổ ABC các kiểu. Các bạn có thể vô đó. Ủa các bạn hiếm vô đó. À các bạn vô đó được khi nào được mời tham dự những cái hội nghị, những buổi giới thiệu sản phẩm mới của BBT hay những cái gì gì đó. Rồi chỗ là chỗ tiếp đối tác, rồi họp hành đối tác, điêu hợp đồng, điêu điếc cái gì đó. Rồi hoặc là cái chỗ đó chơi game show, rồi thi đẩy tạ mạnh nhất, yếu nhất, dài nhất gì đó. Chỗ đó thưởng thức súp mới, đúng không? Cái chỗ đó là làm gì nữa? Cái chỗ đó kéo hết đống ghế ra, đúng không? Kéo hết đống ghế ra, rồi thi thể hình, thể lực gì đó. Nói chung á là cái tầng cao nhất của BBT quận 7 là penthouse. Là penthouse. Thì trong bất động sản đó, nó có những cái khái niệm mà các bạn từ từ biết, đó là penthouse và shop house. Nó thì bữa hổm con nhỏ bất động sản kia nó dụ anh, nó kêu anh mua cái penthouse đi, đó sẽ rất là tiện lợi, đẳng cấp sang trọng, người quý tộc đi Mercedes 7 tỷ nhân Duy Nguyễn phải mua cái penthouse ở dưới bồ. Nghe cũng có lý, nó biết anh mê gái. Xong rồi cái hỏi anh không mua ở với bồ, anh mua ở với em được không? Cái nó cười không nói gì cả. Nhưng mà tao mua dám nó chịu á. Đó. Nhưng mà cái vấn đề này là cái gì? Thôi đi ba, đồng môn sư huynh đệ không à. Tụi bay sale bất động sản như tụi bay sale thằng khác đi, sale tao làm gì trời. Đầu tiên á, vô sale nó penthouse là sống trên đầu thiên hạ. Ồ nghe oai chưa? Tất cả mình đi tụi nó đều dưới chân mình hết. Xong rồi cái penthouse á là bây giờ là mình ở là cái như mình có view nhìn thành phố, nhìn mây, nhìn nước, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn trời, nhìn biển. Sống vậy mới là đế vương. Mà giá penthouse nó mắc hơn cái căn hộ bình thường mấy em. Nghe nó có lý không? Cái bọn chung cư này hơi bị căng đó nha. Nghe rất có lý đúng không? Nhưng mà đối với anh nó lại vô lý. Anh nói thẳng luôn nè. Bây giờ á, thí dụ như bây giờ á, nếu mà mua penthouse á thì anh mua mẹ nó cái shop house đẳng cấp hơn. Yes. Tại vì sao anh chứng minh cho mày nghe? Thứ nhất á, là cái penthouse là nằm ở tầng cao nhất. Mày đi thang máy giữa chừng mày mắc tè thì sao? Tụi bay chưa đi thang máy chung cư, các em chưa có biết. Cái chung cư là cái rất là xô bồ.
cái rất là bực bội, đúng không? Tụi em đi vô thang máy chung cư gặp thằng này con kia đồ cắt kiểu nó ồn ào nhức đầu lắm. Thí dụ như bây giờ tụi em mua tầng 5 đi, tụi em đi thang máy từ tầng 5 xuống đất, quãng đường rất là nhanh, xử lý nó dễ, đúng không? Chịu đựng cũng ít nữa. Còn bây giờ tụi em mua cái penthouse nằm tầng 70 á, thí dụ tầng 40 thôi, 70 cao quá, tầng 40 đi cái thang máy từ tầng 40 xuống tầng 1, gặp mấy thằng khứa kia cứ tầng 1 là tầng 2 nhấn một cái, tầng 2 là tầng 3 nhấn một cái, tầng 4 tầng 5 nhấn một cái. Anh hỏi tụi em bực không? Tao nói thiệt, cái bọn ở chung cư là cái bọn nó yếu đuối, chứ không phải nó như gamer đi bộ đâu ba. Đâu gamer của mình á, nói thiệt với em á, 5 tầng không có đi thang máy. Yes. Đúng không? Người ta đi thang bộ cho nó khỏe, cho nó đẳng cấp, tập thể dục nữa. Còn mấy ông nội kia đi tầng 1 lên tầng 2 nhấn thang máy, B1 vô B2 cũng nhấn thang máy, nó nóng máu lắm. Anh có chung cư anh cho thuê mà anh biết anh rành chung cư lắm mấy em. Đó, mà bây giờ đó, nó mua penthouse tầng 40, tao nổi cái thang máy nó nóng rồi. Nói thang máy nó nóng rồi, đúng không? Xong rồi cái thang máy anh đam nó cãi được. Không có đâu, dân Việt Nam mình cái gì cũng biết, biết điều cũng biết mấy em. Vô thang máy ồn ào như chợ cá vậy đó. Ở nhà mày muốn nói sao mày nói, đúng không? Thang máy là cái công cộng mà ba. Nó vô nó ồn ào chợ cá. Nhất là gia đình nào có con nhỏ. Trời đất ơi, thằng nhỏ nó phá. Mà đi chiều nó nữa. Mẹ bà nó nít, nó vô cầm thang máy nhấn nút 1 tới nút 40 luôn. Lúc nào nó không nhấn hết á. Rồi xong rồi cha mẹ cổ vũ con. Ừ, con thông minh, con giỏi. Ủa, xin lỗi, tán một tay đầu thai chút khác luôn chứ. Con bà ra đường bà giữ không được thì xúc bà luôn, nó giống như dẫn con chó ra đường mà không rõ mỏ nó, con có bị phạm lỗi phạm pháp không? Đó. Nên ở chung cư á là nó rất là xô bồ. Cho dù em chung cư nào, chung cư cao cấp nó đỡ hơn được chút. Nó đỡ hơn được chút. Nhưng mà tính ra vẫn là phường ở thuê. Đúng không? Ở thuê, có phải nhà mày đâu. Đó, mày đi đâu mày bị giám sát hết. Mà vẫn còn bồ tóc ngắn tóc dài gì đó biết hết trơn trời à. Thằng bảo vệ đi qua phải trình bảo vệ. Đi qua phải trình thằng bảo vệ. Rồi mỗi lần ví dụ như cái thẻ từ nó không ăn cái một á, cái nó nói anh ơi anh xuống xe phải anh chủ nhà không các kiểu, đưa giấy tờ để chứng minh. Đúng không? Người ta nó cực chẳng đã, người ta mà ở chung cư. Đúng không? Mà shop house nó tùy thế à. Không phải cái shop house nào nó như shop house nào. Tụi em có kiến thức, tụi em ở, tụi em chọn thì tụi em phải biết cái đã. Tụi em biết rồi từ cái nhu cầu của từng người người ta mới chọn. Đúng không? Ví dụ như shop house của anh Duy Nguyễn BT quận 7 là đẳng cấp rồi. Đúng không? Cái shop house đó tổ chức sự kiện, tổ chức event nó đúng. Còn ở trên cái shop house đó thì chứ mày chọc trời vậy nè. Sợ độ cao chết bà. Mở cửa sổ ra tự nhiên ối ột ột. Nhà thì có người này người kia, đâu phải mình em đúng không? Ví dụ bây giờ em mua shop house sau này em phập trúng con vợ mới sợ độ cao. Rồi lỡ con vợ mới không sợ đẻ đứa con ra sợ độ cao thì sao? Thứ nhất nó rất là bất, nó phải nhìn tới cái chuyện bất tiện cái đã. Đó, còn thêm cái nữa là cái chán. Lâu lâu tụi em lên shop house một lần tụi em nhìn thành phố thì nó ok. Còn bây giờ 365 ngày, một ngày 24 tiếng, 1 tiếng 60 phút, 1 phút 60 giây lúc nào cũng cái quang cảnh đó nhìn chán không ông nội? Đúng không? Giống như anh xây cái nhà nè. Lúc mà anh mới xây chưa lắp máy lạnh, chưa lắp la phong gì vô á, ngồi trên cao nhìn xuống đường rất tự hào. 3 năm nay tao có nhìn phát nào, toàn đóng rèm kéo cửa lại không à. Nó chán á, biết không mấy em. Thêm cái nó nóng nữa. Trời đất ơi, Sài Gòn nó đổ nắng. Mà cái penthouse á, penthouse thì phải chơi cửa kiến chứ không lẽ penthouse chơi xây mẹ hết rồi ra gì đúng không. Nó penthouse xây cửa kiến, kiến nó hấp thu nhiệt vô nó nóng cho thấy bà nội luôn. Mở mới lạnh không á, đóng tiền điện chết bò à. Mấy cái đó có ai nghĩ tới chưa. Nhưng mà nó sale nó sẽ không nói tụi em nghe đâu. Nó xe không giờ nó nói hết á. Im chứ ngu gì nói. Nói sao biết rồi sao mua. Nó nói cứ cà giỡn thôi. Giờ em cặp bộ với anh đi mua anh cho mở rồi anh tới thăm em. Anh giỡn để cho nó bỏ điêu đi. Đừng điêu anh nữa, tầm môn xuống để dân với bất động sản chung nhau mà. Nên các em chào dự án cho anh chắc chắn anh phải mua, tại anh có tiền đâu mua. Anh nói thẳng luôn, giờ Covid nghèo rồi. Cái nó trời ơi, anh Duy nghèo ai giàu. Mày cứ vậy không. Nghèo tao nói nghèo chứ sao. Đúng không? Bây giờ dự án trong thời điểm này sao mua ba. Để chờ cho 3-4 tháng nữa nó xuống đáy thì tính, nhưng giờ mua không có tiền. Đó là cái penthouse nha. Giữ xe này nọ rất ư là phiền phức. Vô chung cư trình bày thẻ que quẹt đủ các kiểu mệt chết mẹ. Chứ giờ anh giờ nhà của anh về hai ba cái hầm anh đậu xe mình, anh ấy ký còi gì đâu. Ô ra vô thoải mái. Đó là cái lý do anh không giờ ưa penthouse. Mặc dù nhà anh có penthouse. Quận 9 anh cũng có penthouse nữa. Penthouse quận 9 anh làm home gym. Chứ anh không có ở, chẳng qua làm cao lâu lâu nhìn lên view bạn bè tới mời chơi, mời tới chơi, dẫn lên nữa cho tham quan chút đỉnh thôi chứ. Ở hoài chán.
Vậy thì đối lập với cái penthouse là cái gì? Là cái shop house cũng ở chung cư luôn mấy em. Nhưng mà cái shop house nó lợi hại cái penthouse nha. Cái shop house giống như cái nhà đó. Đó. Từ cái shop house là cái tầng mà thấp nhất. Cái tầng mà tầng mặt đất á. Cái tầng á, chung cư nó nhiều tầng đúng không? Mà tầng mặt đất á là cái tầng shop house. Cái tầng đó tụi em kinh doanh được. Tụi em có thể mở ra phía trước cạo neo, phía sau căn phòng. Cái tầng đó thì nó ok. Nên bao giờ cái shop house với cái penthouse á thì nó cũng khác nhau. Nó đối lập nhau, nó khác nhau về mục đích. Còn có một cái thể loại trong bất động sản nữa là một cái tầng mà nó thông luôn. Đố tụi bay là cái gì? Comment vô trúng event nha. Thí dụ như cái tòa nhà đó 50 tầng, nó có một số tầng nó thông luôn, nó không có phòng nào hết trơn á. Nó thông nguyên tầng luôn. Đó, đố tụi em đó là cái gì? Mà mấy thằng game nó mướn nó làm game đó. Nhưng mà nói á, cái shop house á thì nó cũng dài. Nó cũng là cả một video, đúng không? Nó có mặt được và mặt không được của shop house. Anh không biết á, là tụi em cái nhu cầu ở đây tụi em có cần anh chia sẻ kiến thức về shop house hay không. Yes. Chứ anh nói ra sợ lạc đề. Đúng không? Bây giờ mình quay vào cái penthouse. Cái penthouse đó là cái tầng cao nhất á. Anh nói nãy giờ bao nhiêu lần rồi. Thì á, khi mà một cái dự án bất động sản nó ra đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái gọi là gì ta? Cái sản phẩm. Đó. Thì penthouse là sản phẩm, shop house là sản phẩm, tùy lốc nữa. Ví dụ như cái penthouse của mày mà quy ngay hướng Tây đi, mặt trời nó chiếu vô chói chang luôn, giá khác. Đó, còn penthouse hướng Bắc giá khác, hướng Đông hướng Tây rồi giá khác. Ôi, phải nhức đầu quá. Thì ngày hôm nay á, anh chỉ chia sẻ cho tụi em thấy á, là những cái bất lợi của penthouse và những cái lợi của penthouse. Penthouse nó chả có lợi gì ngoài cái lợi đứng trên đầu người ta thôi. Tất cả mọi cái khác đều ở dưới chân mình, nhưng mà mình là người cuối cùng ra khỏi thang máy. Bởi cuộc sống chung cư là cuộc sống nó ngột ngạt, cho dù mà chung cư gì đi chăng nữa. Nó sẽ chịu sự giám sát này nọ nó kia, đằng kia các kiểu. Nó chịu sự này nọ kia. Tại vì đối với anh á, thật sự chung cư là xu hướng của tương lai. Sau này chắc chắn là cỡ như quay camera này tiền đâu nó mua nhà. Ông mày cưới được vợ mày cũng chưa mua được chung cư thôi à. Nên mới nói là chung cư là xu hướng của tương lai, còn mua được nhà đất là mẹ cha có tiền. Yes. Hỏi thiệt, nhà mẹ cha có tiền không? Nope. Rồi mẹ cha ăn bồ mà có tiền không? Nope. Ông mẹ cha ăn bồ mà không có tiền, bỏ nó đi quen khác. Chứ giờ mày đã nghèo rồi, bá vô con nghèo nữa chi tao dạy rồi. Đúng không? Nó bây giờ á, cái chuyện cái nhà cái cửa là thôi, đừng có mơ ước. Cái chuyện đó là cha mẹ tụi em tích lũy may ra có. Chứ còn đa phần mua được chung cư là mừng thấy bà nội rồi đó. Thì cuộc sống chung cư nó đầy thú vị. Nó có mặt được và mặt không được. Anh chỉ cho mày mặt không được. Thí dụ mà vô mấy chung cư rẻ tiền mà chừng 2 tỷ đổ lại là nó giống như cái bệnh viện vậy đó. Nó có lối đi riêng, nó đi về thòn sắt bách vậy nè. Xong rồi cái hai bên là hai cái phòng, nó đối diện nhau. Thí dụ như 10A, 10B gì đó đối diện nhau vậy nè. Đúng không? Thí dụ mà dẫn bồ về, thằng kế bên nó đối diện nó biết chắc. Mà không cần biết, nguyên chung cư biết luôn. Không cần cái nhà nó biết, nguyên chung cư nó biết luôn. Mày gửi xe đằng bảo vệ nó biết rồi. Đúng không? Rồi xong rồi chưa kể mấy bảo vệ nó coi hết hệ thống camera luôn. Nó biết sạch luôn. Nhất là mấy con nhỏ con gái mà cởi chuồng đi nhông nhông ở trong nha. Nó có những góc camera thấy luôn. Trời đất ơi, ở chung cư nó bị giám sát cực kỳ. Nhưng mà đổi là được cái an ninh, ví dụ mày bị trộm cái nó biết nào trộm luôn. Không bao giờ mà thằng này nó biết thằng cái bên làm khỉ gì mà cái luật rất là vậy luôn. Hai vợ chồng tối nay có sinh hoạt vui lòng nhẹ nhàng gọi là yên ắng. Chúng tôi tầng 5 đây cần phải đi ngủ, ngày mai làm sớm. Tầng 4 hay tầng 6. Nên cái cuộc sống ở trong chung cư nó là vậy. Mà chưa kể mang thầu á, nó thiết kế cái chung cư cách âm siêu tệ luôn. Mày rên nhẹ cũng nghe thầy luôn á. Nó mua đi thấy cảnh. Lúc mua đâu có nói. Lúc mua nó chưa có thằng ma nào dọn vô hết. Không hề biết. Mua là gì? À đưa cho mày vài tấm hình. À nhà mẫu nè cưng. Xong rồi cùng lắm tới hồi nhận nhà dẫn lên. Ở nhà em nè giờ có vậy đó. Chưa có đặt ngồi xuống chưa biết. Nhà kế bên chưa dọn vô chưa biết. Mốt phát sinh đóng vấn đề. Những cái gia đình nào mà gọi là đông đông hay là những gia đình nào truyền thống không tạo được đâu. Yes. Chỉ có những gia đình nhỏ giống như thằng Thịnh nó quay phim nè, mốt lấy vợ là hai chồng nó kêu là gia đình nhỏ đó. Thì hai vợ chồng nó mua chung cư trả góp thì đó xu thế tương lai không tránh khỏi. Còn bây giờ mà kiếm đất mua nhà là cái chuyện rất khó. Nó khó lắm. Bây giờ nội chuyện mua đất mua nhà mà giờ giấy tay giấy không tay cho em chưa biết, sổ đỏ hay sổ không đỏ còn chưa biết. Cứ vô nhắn tin anh Duy Nguyễn ơi, thằng này nó bán đất cho em mà nó kêu ngân hàng lo từ A tới Z là sao anh? Thì hỏi đất có sổ không? Không có sổ anh ơi. Nó giờ mua đất có sổ là xưa rồi. Alibaba kiếm mày. Vậy mục đích chính video này là gì? Mục đích chính video này là nổ cái penthouse quận 7 đó ba. Đổ sàn, đổ móng gì bên penthouse quận 7 á.
đổ đà đổ điếc gì nội thất gì đó, video nổ vô à penthouse quận 7 của anh Duy Nguyễn. Chứ anh Duy Nguyễn đâu có rảnh đâu làm một cái penthouse của người ta, chỉ luôn penthouse quận 7, 102 Lê Phúc Mang, Bình Thạnh quận 7, ok sẽ đi hoạt động cuối năm đó, nhà của anh Duy Nguyễn bên quận 7 đó. Mà nhắc tới quận 7 là gì, quận đáng sống nhất Sài Gòn, khỏi nói. Yes, đáng sống nhất. Mấy cái chỗ như nè Thanh Đa nè, Thủ Thiêm nè, Thảo Điền nè, 20 năm nữa rồi bàn, hiện giờ chưa có tuổi. Tại sao? Không phải anh có nhà quận 7 mà nó tốt cho quận 7. Anh chỉ cho em những cái điểm mà quận khác nó không có. Thứ nhất, quận 7 nhiều sông. Mà nhiều sông thì nó mát, đúng chưa? Khí hậu quận 7 nó sẽ mát hơn. Đó, và quận 7 nó gần Nhà Bè với gần Cần Giờ. Là cái gì? Là cái lá phổi của Sài Gòn ông ơi. Là cái dự, là khu dự, dự gì gọi là gì? Sinh quyển của thế giới nữa. Ủa, ghê chưa? Đó, gì cái gì à? Ai ơi nếu như Sài Gòn nếu không có Cần Giờ thì ai ơi thành phố không có rừng đó, nếu không có Cần Giờ thì ai ơi thành phố đâu có biển ha, hiểu chưa? Quận 7 là nó sông mát kinh, cây nhiều, chỉ có cái quận 7 là cái quận mà nó có cây xanh, mật độ cây xanh trong thành phố là khá là cao, còn mấy cái quận khác á chặt bà nó hết rồi, nóng thấy bà luôn, tự nhiên có một cây phượng đè chết thằng nhỏ chặt hết phượng toàn quốc luôn. Và bây giờ là đường xá, bây giờ mùa này mùa mưa mấy ổng chặt cây quá mấy em ơi, chặt cây thế tội luôn á. Nhưng quận 7 nó còn cái mát của cây xanh, nó có được một cái đô thị hiện đại, đúng không? Nó có được hệ thống giao thông tương đối là ok, hệ thống giao thông quận 7 nó tương đối ok quận khác, rồi khí hậu ok, hạ tầng ok, biết khu ăn chơi chưa, Hồ Bá Nguyệt chó mắt hơn người nữa đó. Nó nếu mà nó quận đang sống á là phải quận 7 thôi chứ quận nào hết á. Còn mấy quận kia là chờ 20 năm nữa xây xong rồi mới tính, chứ còn giờ không biết. Rồi cảm ơn các em theo dõi video bất động sản Penthouse của anh Duy Nguyễn quận 7. Thân ái kính chào, bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.